Hello, mình là Hồng Nhung và hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục về series hiểu về làn da chuẩn y khoa nha. Và lần này thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một vấn đề da mà tất cả chúng ta đều chắc chắn sẽ gặp phải, đó chính là làn da lão hóa. Ai cho chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên, trưởng thành rồi già đi, thì làn da của mình cũng sẽ như vậy. Mọi người hay có cụm từ vui đó chính là có nhiều người thì có quá trình lão hóa ngược. Vậy thì làm sao chúng ta có thể bảo vệ làn da của mình dưới những yếu tố bên ngoài, cũng như chính bản thân mình có một cái chế độ sinh hoạt và chăm sóc da hợp lý? Chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua 3 phần. Thứ nhất là biểu hiện của làn da lão hóa, vấn đề da mất nước sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thứ hai là nguyên nhân và cơ chế. Thứ ba là hướng chăm sóc dành cho da lão hóa. Da bị lão hóa là quá trình suy giảm những chức năng của làn da, tuần hoàn máu và hệ bạch huyết suy giảm, làm hủy hoại cấu trúc nền của làn da, suy yếu những mao mạch dưới da và độc tố không được đào thải ra bên ngoài. Biểu hiện rõ nhất của một làn da lão hóa thường sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết chân chim, da chảy xệ và kém săn chắc. Ngoài ra sẽ đi kèm những biểu hiện như da không đều màu, lỗ chân lông to, da ít tiết dầu và có xu hướng khô hơn. Da lão hóa sẽ bắt đầu từ việc thiếu nước và sức khỏe làn da bị ảnh hưởng theo thời gian. Chúng ta sẽ cùng với nhau thực hiện một bài test nho nhỏ, đó chính là mình hãy dùng tay véo nhẹ lên trên má của mình. Nếu như trên má của mình xuất hiện những vết giống như là nếp nhăn thì biểu hiện là làn da chúng ta đang rất cần nước. Dưới tác động của những yếu tố nội sinh và ngoại sinh, cấu trúc nền của da suy yếu và hư tổn dẫn đến da bắt đầu có những dấu hiệu như chùng xuống và nếp nhăn. Làn da cũng giống như cơ thể, không thể hoạt động nếu như thiếu nước. Khi da thiếu ẩm, sức khỏe làn da cũng bị ảnh hưởng theo. Lúc này các hàng rào bảo vệ da gặp vấn đề, dẫn đến da bị xỉn màu, mệt mỏi, thiếu sức sống, khô căng nứt nẻ và khó chịu. Ở tầng biểu bì, khi da thiếu ẩm sẽ ảnh hưởng lớp màng lipid tự nhiên, gây tổn thương đến hàng rào bảo vệ da, tế bào da liên kết kém, gây hiện tượng thoát ẩm và các chất điện giải bên trong da. Khi tình trạng khô lan xuống tế bào da phía dưới, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến kênh dẫn nước aquaporin. Những tế bào sừng khi thiếu ẩm sẽ co lại khiến xuất hiện nếp nhăn, tế bào da bong tróc, không phản chiếu ánh sáng và da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống. Còn ở tầng trung bì, sự thiếu ẩm khiến cho sự liên kết của các HA và các protein như collagen và elastin trở nên suy giảm, dẫn đến cấu trúc da lỏng lẻo, da mất đi sự săn chắc và thể tích da giảm dần. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những yếu tố ngoại sinh và nội sinh làm cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Ở yếu tố môi trường, dưới sự tác động của ô nhiễm không khí, khói thuốc lá hoặc khi uống thức uống có cồn sẽ sản sinh ra gốc tự do. Tác động của gốc tự do gây tổn thương chức năng tế bào, tăng sắc tố da và đẩy nhanh lão hóa da. Lúc này ở lớp biểu bì, hàng rào bảo vệ da hư tổn, quá trình hình thành tế bào da mới bị giảm sút. Ở tầng trung bì, tăng kích ứng viêm nhiễm, tăng thoái hóa và giảm sản sinh collagen, phá hủy elastin. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% nguyên nhân của lão hóa da là do ánh nắng mặt trời tác động. Hậu quả của tia UV gây tổn thương da, tổn thương DNA trong tế bào, làm suy giảm collagen trong da, sản sinh gốc tự do gây hại tác động trực tiếp đến cấu trúc collagen. Việc chống nắng mỗi ngày là vô cùng quan trọng để bảo vệ làn da của mình. Dù trời nắng hay trời mưa thì tia UV vẫn luôn xuyên qua các tường kính, tác động trực tiếp lên da. Cuối cùng khi chăm sóc da có thao tác tay không đúng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề lão hóa da. Ở yếu tố nội sinh, stress là nguyên nhân hàng đầu gây vấn đề lão hóa da. Thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi do áp lực từ bên ngoài hoặc bên trong sẽ gây hậu quả kích hoạt quá trình viêm, làm giảm khả năng sản sinh collagen tự nhiên, gia tăng hormone cortisol, suy giảm hệ miễn dịch. Thứ hai là thức khuya, hậu quả tương tự như stress. Thứ ba là do yếu tố di truyền, quá trình lão hóa da do di truyền thường sẽ bắt đầu từ độ tuổi 20 đến 29 tuổi. Quá trình sản xuất collagen chậm hơn, độ linh hoạt của elastin giảm, tái tạo tế bào da giảm, giảm khả năng chống lại tia UV, các nếp nhăn sâu hơn, da trùng xuống và thể tích da giảm dần. Thứ tư là nội tiết tố, estrogen là nội tiết tố giúp kích thích và kiểm soát sự sản sinh của collagen, giúp da săn chắc và mềm mại hơn. Estrogen sẽ giảm dần theo thời gian khiến da xỉn màu, kết cấu da trùng xuống. Thứ năm là biểu cảm, những ai hay nhăn mặt hay có cử động biểu cảm trên mặt nhiều sẽ làm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Thứ sáu là chế độ ăn uống, một chế độ ăn uống nhiều đồ chiên xào dầu mỡ, nhiều gia vị hay nhiều đồ ngọt cũng sẽ khiến cho da trở nên già hơn trông thấy. Vậy là chúng ta đã hiểu được biểu hiện của làn da lão hóa, nguyên nhân và cơ chế gây nên tình trạng này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi đến việc là hướng chăm sóc dành cho da lão hóa. Tại sao có những người có làn da lão hóa ngược và làm sao chúng ta có thể duy trì được vẻ trẻ trung của làn da của mình? Về mỹ phẩm, cần chọn lọc ra những sản phẩm mang đến hiệu quả cung cấp và giữ ẩm cao, sản phẩm có khả năng kích thích tăng sinh và giảm thoái hóa collagen và elastin. Cần cân đối sản phẩm theo nhu cầu làn da hoặc từng cấp độ lão hóa da, đặc biệt là có thành phần từ dưỡng chất từ thực vật. Thứ hai là ưu tiên sản phẩm có chức năng hỗ trợ thẩm thấu sâu, có những công nghệ như làm sạch sâu, ứng dụng công nghệ liposome, ion và galvanic. Ba là lựa chọn sản phẩm có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp chống lại các gốc oxy hóa tự do trong da. Thứ tư là chế độ ăn phong phú, đầy đủ dưỡng chất, kết hợp cùng lối sống khoa học, hạn chế thức khuya cũng như giữ được tinh thần vui vẻ và tích cực. Những biện pháp xâm lấn như laser, botox, filler, phi kim, lăng kim
thường sẽ có hiệu quả nhanh, song song đó đi kèm với tay nghề và công nghệ cao. Quan trọng nhất là chế độ chăm sóc da tuân theo nguyên tắc đúng đủ đều, chống nắng thường xuyên và luôn ưu tiên việc cấp ẩm cho làn da của mình. Hãy nhớ lưu ý học thật kỹ thao tác tay khi chăm sóc da nữa nhé. Nhung hy vọng là thông qua video này mọi người đã hiểu về làn da của mình hơn, từ đó có những hướng chăm sóc da đúng đắn. Và từ năm 25 tuổi là chúng ta đã bắt đầu phải quan tâm đến việc lão hóa da của mình rồi, cho nên đừng ý y mà hãy chăm sóc da của mình ngay từ bây giờ nha. Có bất kỳ thắc mắc nào mọi người có thể liên hệ cho Nhung qua đường dẫn bên dưới cũng như là comment dưới video này. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo của series Hiểu về làn da chẩn y khoa nha.